Chào bạn. Chúng ta lại nói về chuyện tại sao nông thôn Nhật Bản lại có nhiều ngôi nhà bỏ hoang và tháo gỡ, người thân không nhận thừa kế. Trong khi đó, phong cảnh nông thôn Nhật Bản có một vẻ đẹp mê hồn, quyến rũ, đúng như một kỳ quan, thu hút lòng người. Nơi đây, họ có một cuộc sống yên bình, thư thái, tĩnh lặng, đúng là những gì người dân Nhật Bản có từ xưa nay. Nhưng ngược lại, lại có những hiện tượng trái chiều như vậy, nhà cửa và đất đai bị bỏ hoang rất nhiều, cũng như việc con cái không nhận thừa kế, dẫn đến tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Và sau đây là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. 1. Già hóa dân số và di cư vào đô thị. Nhật Bản có tỷ lệ già hóa dân số cao và số người trẻ di cư vào các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội việc làm và cuộc sống hiện đại hơn. Kết quả là các vùng nông thôn thiếu người dân sinh sống và làm việc, dẫn đến việc bỏ hoang nhiều nhà cửa và đất đai. 2. Chi phí bảo dưỡng và thuế tài sản cao. Việc duy trì và bảo dưỡng nhà cửa cũ ở nông thôn tốn kém và không phải ai cũng có khả năng chi trả. Ngoài ra, thuế tài sản ở Nhật Bản cũng cao, khiến nhiều người không muốn giữ lại tài sản thừa kế. 3. Thiếu dịch vụ và tiện nghi. Các vùng nông thôn thường thiếu các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục và giải trí, khiến cuộc sống ở đây trở nên kém hấp dẫn hơn so với các thành phố lớn. 4. Quy định pháp lý phức tạp. Quá trình thừa kế và chuyển nhượng tài sản ở Nhật Bản khá phức tạp và mất nhiều thời gian, đặc biệt là khi có nhiều người thừa kế. Điều này có thể khiến nhiều người không muốn tham gia vào quá trình thừa kế. 5. Tâm lý và văn hóa. Một số người Nhật Bản có quan niệm rằng việc thừa kế tài sản không cần thiết, đặc biệt là khi họ đã có cuộc sống ổn định ở thành phố. Họ cũng có thể cảm thấy việc duy trì tài sản ở quê nhà không còn phù hợp với lối sống hiện đại của họ. Những yếu tố này kết hợp lại đã dẫn đến tình trạng bỏ hoang nhà cửa và đất đai ở nông thôn Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã và đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này thông qua các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân trở về và phát triển kinh tế nông thôn. Đó là những gì mà Nhật Bản đang phải đối đầu thời hiện tại. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã xem video và đăng ký kênh. Chào bạn!
Oh.